Đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam một đối tượng có hành vi tàng trữ các sản phẩm trang sức làm từ ngà voi. Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện vụ việc tại nhà của Nguyễn Thành Phương, 36 tuổi, ở số nhà 40/33/12 đường Dương Vân Nga, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, qua kiểm tra, tổ công tác xác định Phương đang tàng trữ 409 sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi như vòng, nhẫn, chuỗi hạt. Bước đầu, Phương khai nhận thông qua mạng Zalo đã quen biết với một số người ở thành phố Hà Nội chuyên bán các sản phẩm trang sức làm từ ngà voi nên đã đặt mua về bán lại để kiếm lời. Phương đã chuyển 44 triệu đồng qua tài khoản và được những người từ Hà Nội gửi số hàng này qua đường bưu điện và xe khách. Sau khi tiếp nhận vụ việc trên để tiếp tục điều tra, đến nay, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Phương 3 tháng để xử lý theo quy định của pháp luật.